Alright, hi everyone. So are you there? Are you there? Xin chào các bạn có ở đó không nào? Chúng ta gần 9:30 rồi, còn 3 phút nữa thôi là 9:30 và chúng ta sẽ học chủ đề của chúng ta ngày hôm nay, đó là cặp âm A dài và A ngắn. Okay, so if you're there, so please leave something below this video. Nếu như bạn ở đó thì hãy để lại một cái gì đó ở dưới cái video này. Maybe it can be a dot or a word hi to me. Có thể là một cái dấu chấm hoặc là một cái từ hi gửi đến Hana. Okay. Now, do it. Okay, hi Đặng Thế Sơn. Hi. Okay, Đỗ Tiến. Alright, so can you share this video to your friends? Các bạn có thể share cái video này tới cấp những người bạn của mình được không nào? Để những người bạn của mình cũng có thể theo dõi được. Như vậy là chúng ta đã làm quen với lại cái lịch livestream của chúng ta là vào tối thứ tư và tối chủ nhật hàng tuần rồi. Một số bạn có hỏi Hana rằng là tại sao lại livestream muộn thế? Nhưng sau, tức là Hana sẽ phải dạy lớp đến tận 9 giờ và sau đó còn phải ăn uống các thứ bla bla, đúng không nào? Và đến 9:30 thì mới có thể gặp được chúng ta. Thế nên lịch này của chúng ta đó là lịch fix, lịch cố định nha, 9:30. Ok, 9:30 vào tối chủ nhật và tối thứ tư hàng tuần. Và nếu như bạn nào mà chúng ta bị lỡ một cái buổi livestream nào đó thì don't worry, thì đừng có lo lắng, bởi vì Hana sẽ up cái video livestream đó lên trên YouTube. Và nhiệm vụ của bạn đó là hãy đăng ký kênh YouTube và sau đó thì chúng ta sẽ có thể theo dõi lại cái video livestream đó, thì chúng ta sẽ không bị lỡ mất một cái buổi học nào cả. Ok, rồi chúng ta còn 2 phút nữa. Just say something. Say something. Chúng ta có thể nói chuyện với nhau, đúng nào? We can talk before we start our lesson today. Chúng ta có thể nói chuyện với nhau trước khi chúng ta bắt đầu với lại bài học của chúng ta ngày hôm nay. So if you have any question for me, even it is a personal question, I'm willing to answer. Nếu như các bạn có câu hỏi gì dành cho Hana, và thậm chí đó là một câu hỏi về cá nhân cũng được, ok, Hana sẽ sẵn lòng trả lời. Ok. Rồi. Lộc Bùi, chào cô Hana. Tiến Dương, did it. Thank you, Tiến Dương. Thank you for sharing. Lê Minh Sơn, cô vào muộn thế. Yeah, I told you before. Như cô đã nói rồi đúng không nào? Lịch livestream của chúng ta đó là vào 9:30 tối thứ tư và tối chủ nhật hàng tuần. Bây giờ chúng ta mới có 9:29 thôi. Như vậy là chúng ta đã sớm mất sớm mấy phút rồi đúng không nào? Ok, câu hỏi gì không nào? Are you married? Okay, I wish I were. I'm not married. Okay, Hana vẫn chưa married. Lê Minh Sơn có người yêu chưa ạ? Nope. Okay, chưa có. Single and not married. Dường như là ai cũng thích hỏi câu này thì phải. Chào Nguyễn Chiến Minh, Chiến Nguyễn Minh. Lê Minh Sơn, em đang ở Nhật 11:30 rồi ạ. Chúng ta livestream theo giờ Việt Nam, thế nên giờ Việt Nam lúc này là 9:30. Cô sinh năm bao nhiêu thế cô? Okay, can you guess? Già rồi, okay, 30 rồi. Cô sinh năm 1988. Alright. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với lại bài học của chúng ta ngày hôm nay nhé. Nào, bài học của chúng ta ngày hôm nay. Okay, single and available. Okay, right. Single and available. Okay, bài học của chúng ta ngày hôm nay đó là chúng ta sẽ học về âm A dài và âm A ngắn. Okay. Và như các bạn có thể thấy là Hana đã đưa hai cái âm này lên trên phần phía trên của video này rồi. Như vậy các bạn có thể biết được rằng là âm A dài thì ký hiệu như thế nào và âm A ngắn thì ký hiệu như thế nào rồi, đúng không nào? Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với lại âm A dài nha. Cặp âm của chúng ta hôm nay đơn giản thôi, không có gì khó cả.
Ok, đầu tiên đó là âm a dài. Can you see it? Các bạn thấy không nào? Âm a dài. A dài tức là gì? Bản chất của nó là âm a nhưng chúng ta đọc dài ra. Ok, đọc dài ra. Long, intense và đọc căng ra. Nào, hãy tưởng tượng, imagine như là đó là một ngày mệt nhọc của bạn. Ok, it was your tiring day. Đó là một ngày mệt nhọc của bạn. Và sau khi mà đi làm về hay là sau khi mà đi học về, ok, after your work or after school, thì bạn went straight home. Bạn đi thẳng về nhà. And you were so tired. Bạn quá mệt và bạn nằm dài trên chiếc ghế sofa và bạn thư giãn. So you say, Ok, và đó chính là cách phát âm âm A của chúng ta. Môi miệng chúng ta để tự nhiên kéo dài âm A. Ok, rồi. Thì Hana thấy là một số bạn đọc âm này là R. R. Thì chưa có đúng nha. Nếu như chúng ta đọc âm R, R, tức là chúng ta uốn cong lưỡi lên thì tức là chúng ta đang thêm âm R vào rồi. Mà chúng ta mà đọc âm gốc là âm R thì đến khi chúng ta vào trong từ như là từ bố đúng không nào? Từ bố đó là từ bố đó là father. Father thì chúng ta sẽ phải đọc như thế nào? Chúng ta sẽ phải đọc là far, far, farther. Farther. Nhưng chúng ta đọc farther là sai rồi, đúng nào? Nó không còn là từ bố nữa, ok? Mà nó có nghĩa là từ xa hơn rồi, farther, ok? Rồi. Như vậy nhớ là âm A của chúng ta đọc bình thường thôi nha. Ok, và bây giờ từ tiếp theo cũng giống như vậy, chúng ta có từ come. Come. Biết từ calm không nào? Calm là bình tĩnh. Calm, calm. Nếu chúng ta đọc là a dài như thế này thì chúng ta sẽ phải chúng ta đọc là a mà thêm r vào. Nguyên của cái âm đấy mà chúng ta lại thêm r là r. Thì vào trong này chúng ta sẽ phải đọc là calm, calm. Nhưng không, từ này sẽ đọc là calm. Âm l trong trường hợp này là âm câm, thế nên chúng ta không đọc âm l, chúng ta sẽ chỉ đơn giản đọc là calm, calm. Được không nào? Ok, và một số từ tiếp theo Anna sẽ phiên âm luôn ra. Ok. Alright. Nào, từ tiếp theo đó là từ star. Star. Cái này âm A mới đi với âm R và lúc này thì chúng ta mới đọc uốn cong lưỡi lên này. Star. 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 Tiếp theo là park. 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 Ok, chúng ta cùng đọc lại bốn từ này nhé. Father. Father. Trọng âm dương vào âm tiết đầu tiên, thế nên âm tiết đầu tiên sẽ đọc nhấn giọng lên. Father. Come. Come. Star. Star. Và park. 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 Rồi, và chúng ta cần chú ý một điểm ở cái âm A này nhé. Đó chính là từ vậy. Chúng ta sẽ xóa bài của chúng ta đi đã Ok, nào, các bạn có nhìn thấy không nào? Rồi, ở đây chúng ta có từ laugh, laugh. Thì trong tiếng Anh Mỹ, người ta có xu hướng chuyển âm này sang thành âm a bẹt. Và do đó chúng ta sẽ đọc từ này là laugh, laugh. GH ở đây chúng ta sẽ được phiên âm thành F. Laugh, laugh. Âm a bẹt chúng ta đã học rồi đúng không nào?
laugh. Còn trong tiếng Anh thì họ sẽ đọc là laugh, laugh, laugh. Don't laugh at me, don't laugh at me, laugh, laugh. Ok, và tương tự như thế chúng ta cũng có từ have, have. Tiếng Anh Mỹ chúng ta sẽ đọc là have, have. Và trong tiếng Anh chúng ta sẽ đọc là have, have. Ok, have. Lại nhé. Laugh là tiếng Anh Mỹ, laugh, Anh. Have, have. Laugh, have. Sorry. Laugh, laugh, have, have. Ok, rồi, đó là sự khác biệt giữa tiếng Anh Mỹ và tiếng Anh Anh. Nào, bây giờ xem là các bạn có câu hỏi gì trong phần này không nào, trước khi chúng ta chuyển sang âm A ngắn của chúng ta. Ok, các bạn có thể đặt câu hỏi nha. Blackjack, backjack. Ok, hi backjack. Calm down. Ok, calm down. Father. What do you mean father? We don't pronounce that word father. Chúng ta sẽ không phát âm từ father là father nhá. Father. Their father. Ok, không có câu hỏi gì thì bây giờ chúng ta sẽ sang âm A ngắn. Ok. À, bạn Trương Hồng Ngọc có câu đọc cho con từ garnish. Ok, gar, âm A cộng với R chúng ta thường sẽ được phiên âm thành âm A dài. Ví dụ như trong một số từ như là star, far, car. Đúng nào? Hay là park, hay là cart, card. Rồi, như vậy, ở đây G-A-R sẽ được phiên âm là gar, gar. Và âm tiết thứ hai đó là I, ngắn. Và S-H sẽ được phiên âm là sh. Và chúng ta có từ garnish, garnish. Trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên. Tiếp theo bạn không tên hỏi, nó thường đọc ở những nguyên âm như thế nào vậy cô? Ok, vừa rồi cô đã nói rồi đúng không nào? Ví dụ như A đi với lại R, tức là chữ A đi với lại R thì sẽ đọc là A dài. Hay một số trường hợp khác, ví dụ như là A đi với lại U thì sẽ đọc thành A dài, ví dụ trong từ laugh đúng không nào? Ok, và hầu như tất cả những từ mà có chứa A cộng với R thì đều đọc thành A dài. Ok. Và Sapphire Diệp coi phần đa tất cả các phiên âm A dài khi anh Mỹ phát âm thì đều được chuyển thành A bẹt à cô. Không phải lúc nào cũng như vậy, tùy vào từng từ thôi nhá Diệp ơi. Không phải lúc nào thì trong Anh Mỹ đều chuyển sang âm A đó, đều chuyển sang âm A bẹt nha. Chỉ tùy trong một số từ thôi. Anh Mỹ thì ví dụ như từ calm chẳng hạn, người ta vẫn đọc là calm chứ người ta không đọc là calm, calm, đúng không nào? Alright, và nếu như bạn vẫn băn khoăn là khi nào thì chúng ta nhìn vào mặt chữ chúng ta có thể nhận diện được, thì nhớ là ngày mùng 7 tháng 3 này chúng ta khai giảng lớp âm chuẩn. Chúng ta khai giảng lớp đọc chuẩn không cần từ điển. Chuẩn không cần từ điển. Thì đường link cô đã gắn ở bên trên này rồi. Gắn ở bên trên video này rồi. Các bạn có thể click vào đường link đấy và để tìm hiểu về khóa học. Và nhớ là mùng 7 tháng 3 này khai giảng. Và nhân ngày mùng 8 tháng 3 thì chúng ta sẽ có giảm giá cho khóa học để tặng cho các bạn nhân dịp ngày mùng 8 tháng 3. Các bạn nam cũng được mà các bạn nữ cũng được. Ok, không quan trọng giới tính. Miễn là mùng 8 tháng 3 là chúng ta sẽ được nhận quà. Ok, và nếu như bạn muốn tham gia khóa học này thì nhớ là lịch của chúng ta là vào ngày 7 tháng 3. Rồi. Nào xem còn câu hỏi gì nữa không? Ok, rồi. Dường như là cô đã trả lời hết tất cả câu hỏi của các bạn rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ sang âm thứ hai, đó là âm A ngắn, đúng không nào? A ngắn. A ngắn. Ok, âm A ngắn của chúng ta ký hiệu như sau, nó giống như là chữ V ngược vậy. Một số bạn lại đọc âm này đó là á á,
Nhưng không, âm này không phải là á. Cô đã nói rồi, không có một âm nào trong tiếng Việt tồn tại trong tiếng Anh cả. Và ngược lại cũng như vậy. Các bạn có thể thấy một số âm nó giống nhưng thực tế nó không giống. Ví dụ như từ bờ, bờ. Các bạn có thể thấy là bờ trong tiếng Anh cũng giống như từ bờ trong tiếng Việt. Nhưng không, từ bờ trong tiếng Việt, ví dụ trong từ bố. Nhưng trong tiếng Anh chúng ta phải đọc là bố, bố, đúng không nào? Thế nên nhớ là không một âm nào trong tiếng Anh có trong tiếng Việt và ngược lại. Thế nên các bạn đừng có chuyển âm này thành âm á nhá. Mà đây là âm a, âm a và được đọc rất ngắn thì chúng ta gọi là âm a ngắn, được không nào? Ok, và kỹ thuật âm này, phát âm âm này cũng rất là đơn giản thôi. Bạn hãy tưởng tượng như là nếu như bạn đang cố gắng nâng một vật gì đó rất là nặng và bạn phải cúi lưng xuống và nâng vật đó lên, và đang nâng giữa chừng thì nặng quá, bạn không thể cố thêm được nữa và có thể là lưng bạn kêu cực một cái và bạn sẽ nói đúng không nào? Rất là dễ. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số từ có chứa ma này nhé. Ví dụ như từ, cô sẽ đọc còn các bạn sẽ viết từ đó ra, được không nào? Xem là các bạn đáp án, một lát nữa chúng ta sẽ so sánh đáp án của các bạn có giống với lại đáp án của cô không nhá. Từ đầu tiên đó là từ flood. Và từ tiếp theo đó là từ lucky. Từ tiếp theo nữa đó là từ mother. 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 Và tiếp theo đó là blood. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ xem là đáp án của các bạn có giống với lại đáp án của cô không nha. Rồi, đây chúng ta có 4 từ, đáp án của các bạn giống đáp án của cô không nào? Ok, từ đầu tiên đó là flood. 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 Chúng ta có thể thấy âm o đi với nhau, chúng ta đọc thành âm f l a d. Flood. 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 Tiếp theo đó là lucky. Luck, lucky, lucky. Chúng ta không phải là âm á đâu nhé, không phải là đọc là lucky mà là luck, lucky, lucky. Và tiếp theo đó là mother, mother, mother. Trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên, thế nên chúng ta sẽ đọc thành mother, mother. Tiếp theo đó là blood, blood. Ok, chúng ta lại thấy rằng là âu đi với nhau thì sẽ được phiên âm là ma ngắn blood, flood. Nhưng không phải lúc nào cũng như vậy nha các bạn nhá. Ví dụ như chúng ta có trong một số từ như là shoot. Shoot là bắn đúng không nào? Hay chúng ta có trong từ boot. Ok. Rồi chúng ta có trong từ shoot hay từ boot. Cả hai từ này đều là có chứa âm o, có chứa hai mặt chữ, có chữ mặt chữ là o, đúng nào? Nhưng chúng ta lại không đọc là shut, chúng ta cũng không đọc là butt, mà chúng ta đọc là shoot và boot. Ok, và đó là sự kỳ quặc của tiếng Anh, chúng ta phải 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 nhớ tất cả những trường hợp này thôi, đúng không nào? Alright. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc lại tất cả từ này nhé. Flood, lucky, mother, blood, flood, lucky, mother, flood. Ok, rồi, các bạn câu hỏi gì không nào? Shoot, ok, mother. Cô ơi đi công trình mạng kém quá. Ok, London. Ok, đúng rồi Hồng Trang. London cũng là từ có chứa âm London. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau sang câu nha. Ban đầu chúng ta sẽ xem là câu chứa âm A dài. Ok. Và cô sẽ đọc và bạn cũng sẽ ghi lại xem là câu đó là câu gì. Một lát nữa chúng ta lại so sánh đáp án nha.
Ok, câu thứ nhất của chúng ta đối với âm A dài. Đó là Are the stars far from Mars? Are the stars far from Mars? Và câu số 2 đó là The hard part is to start. The car. Ok, và đây là hai câu của chúng ta. Nào các bạn có nhìn thấy hai câu của chúng ta không nào? Câu thứ nhất đó là R. Chúng ta thấy E, A với R thì sẽ đọc thành R. The star. Ok, chúng ta nhìn thấy không nào? The star. Far from Mars. Are the stars far from Mars? Are the stars far from Mars? Tiếp theo đó là the hard, hard, A-R, part, is to start the car. The hard part is to start the car. Ok, đọc lại hai câu này nhé. Are the stars far from Mars? The hard part is to start the car. Ok, rồi cô sẽ dơ lại cho các bạn đọc nào. Các bạn tự đọc nào. 1, 2, 3, go. Ok, câu số 2. Go. Very good. Ok, nhớ là âm A đi với lại âm R sẽ được phiên âm thành âm A dài. Và trong tiếng Anh Mỹ thì chúng ta sẽ không có bỏ âm R. Và do đó chúng ta sẽ uốn cong lưỡi lên. R, R, R. Ok. Và bây giờ sẽ là câu có chứa âm A ngắn. Nào, các bạn tiếp tục viết nha. Câu số 1, cô đọc các bạn viết này. Câu số 1. The dust is under the rug. Và câu số 2. I'd love to come on Sunday if it's sunny. Ok. Rồi, và câu của chúng ta như sau. The dust is under the rug. Các bạn có phát hiện ra cấu trúc của từ mà có âm được phiên âm là âm A không nào? Phụ âm cộng U cộng S, dust. À, U cộng phụ âm cộng U cộng phụ âm, U cộng phụ âm under, phụ âm cộng U cộng phụ âm rug. The dust is under the rug. The dust is under the rug. Nào, câu số 2. I'd love. Trong trường hợp này các bạn nhớ này, từ này chúng ta có thể đọc là love hoặc love. Ok, có cái gì xôi cậu ơi? I'd love hoặc I'd love. Ok, to come on Sunday, Sunday, if it's sunny. I'd love to come on Sunday if it's funny, sorry, if it's sunny. Ok, if it's sunny, if it's sunny. Ok, lại nhé. I'd love to come on Sunday if it's sunny. Ok. Rồi, và đó là bài của chúng ta. Nào bây giờ đến lượt các bạn, bây giờ các bạn sẽ đọc lại hai câu này nha. Nào, câu số 1. 1 2 3 go. All right, câu số 2.
Very good. Ok. Và đó là bài học của chúng ta ngày hôm nay. Đó là âm A dài và âm A ngắn. Và bây giờ cô sẽ xem là các bạn có câu hỏi gì không nha. Lyric. Lụt. Chị à, Lâm Bramu. Chiến Nguyễn Minh, cô ơi khóa học không cần từ điển, có online không cô? Có online nhá Chiến Nguyễn Minh. Cô sắp quay khóa đấy rồi. Ok, hãy inbox cho cô. Và khi mà cô quay xong khóa đấy thì cô sẽ nhắn tin nha. Bạn Chiến Nguyễn Minh ở đâu thế? Ok, rồi. Và chúng ta đã học xong bài của chúng ta ngày hôm nay rồi. Và bây giờ là đến phần giải đáp, đến phần hỏi đáp. You ask, I answer. Bạn hỏi và cô trả lời. Nào, các bạn câu hỏi gì không nào? À, bạn Vương Nguyễn, đọc gần giống âm ớ. Cô nói rồi, đó là gì? Đó là không có bất cứ một âm nào trong tiếng Việt tồn tại trong tiếng Anh và ngược lại. Thế nên chúng ta không nên nói rằng là đọc gần giống âm này, âm kia, đúng không nào? Là a. Ok. Shut, love, but, blood, flood. Ok, nó là a. Không có giống âm nào cả nha. Rồi, và tiếp nào. Câu hỏi tiếp theo. Chiến Nguyễn Minh, em ở phố nối. Ok. Sapphire Diệp. Dạ, cô quay xong inbox cho em với nhé. Ok. Rồi, cô sẽ ghi lại. Có bạn ạ. À, Chiến Nguyễn Minh, đúng nào? Ok. Bạn à, Chiến Nguyễn Minh. Và bạn Sapphire Diệp, đúng không? Các bạn ơi, các bạn inbox cho cô nhé. Các bạn inbox cho cô để biết về thông tin khóa nhá. Ok. Chắc là khoảng tuần sau hoặc tuần sau nữa là cô sẽ quay xong khóa đấy thôi. Thì nhớ inbox cho cô. Rồi, tiếp cả ngày hôm nay cô phải quay từ sáng cho tới tận tối. Trước khi livestream với chúng ta, cô vẫn đang quay. Đó, thế nên là hôm nay nói cả ngày rồi. Quite tiring. Một ngày rất là mệt mỏi, đúng không nào? Cô ơi, có phân biệt sự khác nhau di chuyển môi và lưỡi khi phát âm hai âm kia được không ạ? Ok, rồi. Thế thì có rất là nhiều bạn khi mà chúng ta học đó là chúng ta phải là xem là kỹ thuật phát âm âm đó như thế nào. Và sau đó thì chúng ta mới phát âm âm đó, đúng không nào? Tuy nhiên các bạn nhớ là khi mà chúng ta tự nhiên, một cách ngẫu nhiên chúng ta đã có thể phát âm được chuẩn xác âm đó rồi thì chúng ta không cần phải quan tâm tới kỹ thuật phát âm âm đó như thế nào. Bởi vì các bạn càng quan tâm tới kỹ thuật phát âm âm đó như thế nào thì bạn sẽ lại càng làm cho cơ miệng của mình trở trở nên lúng túng và bạn sẽ không phát âm được âm đó chuẩn xác nữa. Thế nên âm A là một âm khá là dễ phát âm thì bạn không cần phải quan tâm tới là cơ miệng của mình như thế nào, lưỡi của mình phải đặt ở đâu hay là môi của mình, quai hàm của mình phải mở rộng như thế nào. Ok, bởi vì vốn dĩ bạn đã có thể phát âm được âm đó dễ dàng rồi. Ok, rồi, nếu như các bạn theo dõi ở trong cái trong trong cái bảng IPA của chúng ta, đúng nào? Trong bảng IPA của chúng ta thì chúng ta sẽ thấy cô sẽ mở lại bảng IPA để chúng ta có thể nói rõ ràng hơn nhé. Các bạn có thể mở bảng IPA ra và cô sẽ phân tích cho các bạn về bảng IPA. Thì khi mà bảng IPA các bạn sẽ thấy là cái cơ miệng của chúng ta di chuyển theo bảng như thế nào. Trong bảng IPA tức là bảng phiên âm quốc tế của chúng ta thì riêng cái phần nguyên âm đô, riêng cái phần nguyên âm đơn ấy thì nó được cấu tạo theo cái vòm miệng của chúng ta. Ví dụ như âm y dài thì cái khoảng cách quai hàm của chúng ta rất là nhỏ, y đến e thì khoảng cách quai hàm của chúng ta rộng dần ra và a thì khoảng cách quai hàm của chúng ta là rộng hẳn, a i e a, và đấy là khoảng cách quai hàm, đúng không nào?
về phía từ y dài đến y ngắn đến u ngắn và đến u dài thì chúng ta đấy là về sự di chuyển của lưỡi và môi. Ví dụ là y i u. Môi càng chu về phía trước thì lưỡi lại càng lùi về phía sau. Còn nếu như mà lưỡi về phía trước thì môi lại dẹt về phía sau. Ví dụ như với âm i thì lưỡi đưa ra phía trước và môi dẹt lại. Hai cái nó trái ngược nhau. Đến x thì bắt đầu môi bắt đầu dần đưa về phía trước, không còn dẹt lại giống như âm y dài nữa. Và tương tự như thế đối với âm ức và u thì môi càng chu về phía trước thì lưỡi lại càng chu về phía sau. Và ở trong này bạn có thể thấy là âm a và âm a, đúng không nào? Thì một cái đó là gì? Đó là môi của chúng ta sẽ dẹt. Ví dụ như đối với âm thì môi của chúng ta sẽ dẹt và lưỡi của chúng ta sẽ đưa về phía trước một xíu. Còn đối với âm a dài thì môi của chúng ta sẽ chu về phía trước a và lưỡi của chúng ta sẽ thu về phía sau. Sự khác biệt giữa hai âm này rất là ngắn thôi. Tuy nhiên thì các bạn cũng không cần phải chú ý tới cái khẩu hình miệng của chúng ta làm gì. Nếu các bạn đã đọc được chuẩn chỉnh rồi thì cứ thế là đọc thôi. Ok, hy vọng là đã thỏa mãn câu hỏi của bạn Bad Jack. Không biết là nói có nhanh quá không? À mà sao âm o o vẫn phát âm là a vậy cô? Sao o o lại phát âm là a? Em lấy cho cô ví dụ xem nào. Bữa trước cô bảo phát âm là âm u dài ạ. À? Đúng rồi, o o phát âm là u dài, ví dụ trong từ shoot, trong từ boot. Nhưng đôi khi nó sẽ được phát âm là âm a ngắn, ví dụ như từ vừa rồi chúng ta tìm hiểu đó là trong từ flood và trong từ blood, đúng không nào? Bài hôm nay hơi khó phát âm ạ. À? Có gì khó đâu nhỉ? Nào lại nhé. Và à, giống như khi chúng ta relaxed vậy, giống như khi chúng ta nghỉ ngơi thôi, đúng không nào? À, và à, bình thường thôi nào, cứ để miệng tự nhiên và à, dễ mà. Phúc June, em muốn hỏi phần âm S có trong đề thi đại học ạ. À? Không biết khi nào S có thể không học biết đọc S để có thể chọn đúng không ạ? Em muốn hỏi S trong trường hợp nào? Em muốn hỏi S trong trường hợp en là âm kết thúc hay em muốn hỏi S trong trường hợp là ở giữa từ hay ở đầu từ? Đó thì cô mới có thể trả lời được. Ok bạn Chiến Nguyễn Minh, em cảm ơn cô. Cảm ơn bạn Chiến Nguyễn Minh đã đặt câu hỏi. Rồi. Bây giờ chỉ còn câu của bạn Phúc Trương nữa thôi, là cô không biết là câu hỏi của bạn Phúc Trương như thế nào. Anyway thì cô trả lời chúng với chúng thì không chúng thì chặt nha. Nếu như mà ở cuối S mà ở cuối một từ và chúng ta sẽ phải đọc như thế nào thì lúc ấy chúng ta sẽ dựa vào xem là cái âm kết thúc của từ đó, tức là cái âm đứng trước âm S đó, nó là âm dung hay là âm không dung. Và chúng ta có quy tắc là ngư tầm ngư, mã tầm mã, tức là âm dung thì sẽ đi với âm dung và âm không dung sẽ đi với âm không dung. Âm không dung của âm S đó là S và âm dung của âm S đó là Z. Và nếu như đằng trước cái âm S đó mà nó là một âm dung thì chúng ta sẽ đọc là Z. Ví dụ chúng ta có từ plan, đặt kế hoạch hay danh từ là kế hoạch. Và chúng ta thêm âm S vào nữa thì nó sẽ thành plans. Bởi vì chúng ta có âm N là âm dung. Và âm S trong trường hợp này sẽ được đọc thành Z. Và chúng ta sẽ đọc là plans. Cũng như thế với động từ walk hay work khi chúng ta thêm S thì chúng ta thấy là âm K là âm kết thúc và âm K là âm không dung. Và khi đi với lại âm không dung này thì âm S lại được phiên âm thành S. Và do đó từ này chúng ta sẽ đọc là walks hay là works. Ok, như vậy đấy là cái cách để chúng ta phát âm âm S ở cuối câu, à, ở cuối từ. Hy vọng là cô đã trả lời đúng câu hỏi của bạn Phúc Trường. Không biết là cô nói có nhanh không nữa. Bạn Nguyễn Phương Nam, hai em này khi phát âm thường không nhận trọng âm đúng không? Đúng không ạ? Không, tại sao lại nói như thế? Đặc biệt là âm a dài nó sẽ nhận trọng âm, hầu hết trọng âm sẽ rơi vào những âm a dài. Ok. Và để có thể biết được kỹ khi nào thì một từ nhận dấu trọng âm, khi nào thì âm tiết của một từ được nhận dấu trọng âm thì cô cũng sẽ nói ở trong cái khóa chuẩn không cần chỉnh rất là kỹ. Bạn Sacolic, không hiểu bạn Sacolic hỏi cái gì nữa. Ok,
họ hỏi bạn cái không hiểu câu hỏi của bạn Sakulik nha. Bạn viết chữ J rồi đến chữ rồi lại không có dấu nữa, không hiểu được. Bạn không tên nhưng sao khi phát âm với từ thì hơi giống âm vậy ạ? À? Ok, âm ớ. Ok, đó là em phát âm nhanh và nó bị ảnh hưởng khi mà em đã đặt nó trong vòng một từ, trong từ nào đó thì nó sẽ bị ảnh hưởng bởi những từ khác, bởi những cái âm tiết khác, à, bởi những cái âm khác của từ thôi. Thế nên em thấy nó giống giống thế thôi. Ok, rồi. Và lại một lần nữa cô xem các bạn có câu hỏi gì không? Cóp sinh cô cho ví dụ những âm dung đi ạ. À. Ok, chúng ta có những âm dung như là âm n, m, ng, hay là tất cả những nguyên âm cũng đều là những âm dung. Và những âm như là b, d, j, và j, j, hay là v, đều là những âm dung. Ok. Tiếp, Amy Đình, âm Á, anh và anh Mỹ đọc khác nhau, cô phân biệt giúp em với ạ. À. Ok, very good. Ok, rồi em biết nó khác nhau, vậy nó khác nhau như thế nào? Đối với lại tiếng Anh thì chúng ta có âm âm A, tức là âm A ngắn đó. Ok, I'm gonna write now. Cô sẽ viết xuống nha. Ok, và đây là sự khác biệt giữa âm Anh và anh Mỹ. Với âm A ngắn thì anh có xu hướng chuyển sang thành âm ơ ngắn. Còn với anh Mỹ thì họ vẫn đọc là a a a. Và đó là lý do vì sao mà khi các bạn nghe thấy từ love, L-A, tình yêu á, yêu đúng không nào? Thì các bạn sẽ nghe thấy anh họ đọc là love và anh Mỹ sẽ là love. I love you, I love you. Và anh sẽ là I love you. Cũng tương tự như thế đối với từ cut. Nếu bạn nghe kỹ thì người Anh sẽ có xu hướng nói là cut, cut it, cut it, à, cut it, cut it. Ok, I cut myself. À, tôi bị đứt tay, I cut myself. Nhưng anh Mỹ thì sẽ là I cut myself, cut, cut. Như vậy một cái là và một cái là a. Ok, cut, love, love. Ok, rồi. Như vậy cô đã trả lời xong câu hỏi của bạn Amy Đình. Rồi, câu hỏi tiếp theo nào. Bạn thân Đức cái mề gà cô ơi là sao? Tức là cái mề gà trong tiếng Anh nó như thế nào ấy à? Chicken stomach. Chicken stomach. Mề gà tức là dạ dày của cái gà đúng không? À, quên. Cái dạ dày của gà đúng không? Thì là chicken stomach thôi. Em nghe anh Mỹ tốt hơn cô ạ. À. Anh khó nghe quá. Ok, cô đồng ý. Đặc biệt là tiếng Anh miền Nam thì sẽ khó nghe hơn rất nhiều. Tiếng Anh miền Bắc thì các bạn nghe thì dễ hơn xíu. Miss ơi, khi ta đọc một đoạn văn để có ngữ điệu lên xuống, mình bắt đầu từ đâu vậy? Thanks, Miss. Ok, để có được một đoạn văn mà chúng ta đọc với ngữ điệu lên xuống thì chúng ta phải xem à, chúng ta phải chú ý một số yếu tố sau. Thứ nhất, đó là âm của chúng ta phải chuẩn và chúng ta phải biết được là à, trọng âm với những cái âm. À, với những cái từ mà có từ hai âm tiết trở lên, tức là những từ đa âm thì trọng âm rơi vào âm tiết nào thì chúng ta đọc đúng dấu trọng âm của cái âm tiết của cái từ đó. Thứ hai nữa đó là chúng ta sẽ phải xem là à, câu đấy thuộc loại câu nào, nó là câu trần thuật hay câu hỏi hay câu nghi vấn
Hay là câu hỏi yes no question, hay là câu hỏi WH question, hay là câu cảm thán, thì tất cả những cái đấy nó cũng sẽ ảnh hưởng tới ngữ điệu của câu, và do đó ảnh hưởng tới ngữ điệu của cả một đoạn văn. Tiếp theo đó là chúng ta sẽ phải xem là đoạn văn đấy thông tin mà người nói muốn truyền tải tới người nghe là cái gì, thì chúng ta phải xem nó là cái gì để chúng ta lồng cảm xúc vào. Và khi chúng ta lồng được cảm xúc vào thì có nghĩa là chúng ta đã có ngữ điệu. Như vậy đấy là một số yếu tố mà bạn cần phải đảm bảo khi mà bạn muốn đọc một câu hay một đoạn văn có ngữ điệu lên xuống một cách tự nhiên như người bạn ngữ. Ok. Rồi đã trả lời xong câu hỏi của bạn Mike. Mike down. Rồi chúng ta còn 3 phút nữa nhé. Em hỏi chị cái từ yêu nói phát âm ra sao? Ok, từ yêu là love đúng không nào? Anh Mỹ sẽ phát âm là love, anh sẽ phát âm là love. I love you. Ok. Em vẫn thấy nghe anh Mỹ dễ hơn cô à? Of course. Tất nhiên rồi, xu hướng là mọi người thường nói tiếng Anh Mỹ, và tức là những người mà non native đúng không nào thì thường nói tiếng Anh Mỹ hơn là nói tiếng Anh. Bạn nào mà sở hữu được một chiếc giọng Anh thì điều đó quả thật là rất tuyệt vời, bởi vì Anh không những khó phát âm mà còn khó nghe nữa. Nhưng khi các bạn đã quen rồi thì nó cũng giống như là bạn nghe tiếng địa phương của bạn thôi đúng không nào, thì bạn sẽ nghe dễ hơn. Chào cô, em hình như vô trễ. Bạn bánh tráng bỏ mì, don't worry. Ok, đừng có lo, hãy đăng ký kênh YouTube của cô, kênh Hana Phạm. Và cái video này cô sẽ up lên kênh YouTube và em có thể theo dõi lại ở trên đó nha. Ok, còn 2 phút nữa thôi. Cái mề của con gà, sao tự nhiên lại vào đây hỏi mề của con gà hả? Sao cô lịch được nói và phát âm ra tiếng Việt nói như thế nào? Có người đố em sao lại được nói và phát âm ra tiếng Việt cái mề của con gà. Ok, vậy tóm lại nhá, con gà đó là chicken, chicken, và cái mề nó là cái dạ dày đúng không nào, là nơi để chứa thức ăn đó, co bóp thức ăn, thì nó là cái mề của con gà, tức là cái dạ dày đúng không, thì sẽ là stomach, thì chúng ta sẽ nói là chicken stomach, stomach, chicken stomach. Ok, rồi tiếp. Cô ơi, bài hát My Love của Westlife hình như họ phát âm âm ơ thì phải cô ạ? My love, ok, my love, love, ok. Đúng rồi, họ phát âm âm ơ. Ok, nó không thành vấn đề đâu. Đấy, nãy cô giải thích như thế này, đó là sự khác biệt giữa anh và anh Mỹ, nhưng không phải lúc nào người ta cũng nói là cut cut anh hay là anh Mỹ thì lúc nào cũng phải a đúng không nào? Nhưng đây nó là đó là xu hướng chủ yếu đúng không nào? Trong tiếng Việt cũng như thế thôi. Khi mà chúng ta nói từ không hay là chúng ta nói từ không thì nó đều là như thế mà cả nó đều là như thế cả mà đúng không nào? Cái đấy thì cô sẽ nói trong trường hợp giảm âm. Trang Phan, cô ơi, trong một từ làm sao để mình biết được và nhận nhấn mạnh ở chỗ nào cho đúng ngữ điệu vậy cô? Ok, rồi hãy tham gia khóa học chuẩn không cần chỉnh, cô sẽ giúp cho các bạn là khi nào trọng âm rơi vào âm tiết nào và từ đó sẽ được đọc như thế nào, nhìn vào mặt chữ và nhìn vào từ chúng ta sẽ có thể biết được chính xác cách phiên âm của từ đó như thế nào, cách đánh dấu trọng âm của từ đó như thế nào và cách đọc từ đó như thế nào. Ok, thì đó tất cả nằm trong khóa chuẩn không cần chỉnh. Còn để cô nói thì nó rất là dài, rất rất dài. Vì riêng cái khóa đấy là cô đã dạy 5 buổi rồi. Cô ơi, lần tới học âm nào tiếp theo vậy? Backtrack, lần tới chúng ta sẽ học về phụ âm. Và chúng ta sẽ học cặp âm đầu tiên, đó là âm P và âm B.
Ok, chúng ta đã hết giờ rồi. Các bạn còn câu hỏi gì nữa không nào? Không thì chúng ta sẽ end this video. Bạn Ngô Thị Bé cô ơi, lớp phát âm mới của mình là lớp online hay sao ạ? Với em học lại từ đầu thì có chia lớp không cô? Cho em hỏi giờ học luôn nhé cô. Ok, bạn bé ơi, ngày mai là lớp học lại từ đầu. Đấy, và lớp tối mai học từ 6 rưỡi đến 9 giờ và lịch học đó là tối thứ hai và tối thứ năm hàng tuần thì cô mới khai giảng lớp đó thôi. Nếu như em muốn học luôn thì em có thể vào lớp đó để học luôn, ok? Rồi, và em nếu như em còn thắc mắc thông tin nào gì thì em có thể inbox cho cô để cô trả lời em. Và nếu như em muốn học luôn thì hãy inbox luôn vì ngày mai chúng ta học rồi. Amy Ding, hích vì thế nên nghe thật khó cô ạ. Không phải các âm lúc nào cũng giống nhau cách phát âm. Đúng rồi, ok, đúng, chuẩn xác. À, xin lỗi bạn đã backtrack. Đó là chúng ta mới học xong phần nguyên âm đơn thôi. Chúng ta vẫn chưa học phần nguyên âm đôi. Thì buổi sau chúng ta sẽ học phần nguyên âm đôi. Thế nên là nãy trả lời là phụ âm là chưa đúng, ok. Sao phát âm từ ôi trời ơi bạn sao cô lịch ơi, đó là cô không thể đọc được cái ngôn ngữ y dài y ngắn này đâu, với lại không có dấu là cô chịu rồi, cô chịu chết rồi. Amy Ding cô ơi, cô inbox tư vấn khóa học phát âm với nhé, em cũng bị muộn bài hôm nay. Các bạn ơi, các bạn có bạn nào mà muốn hỏi về khóa học của cô thì các bạn inbox cho cô được không nào? Các bạn inbox cho cô bởi vì có rất nhiều bạn nói cô inbox nhưng mà xong cái video livestream này á thì nó sẽ bị trôi đi và cô không thể kéo xuống cô tìm từng bạn một và cô inbox được. Thế nên những bạn nào mà thực sự mong muốn, thực sự có nhu cầu, if you really want to do something, you'll find a way, đúng nào? Nếu như bạn thực sự muốn làm thì không nên đợi chờ ai đó làm điều đó giúp bạn mà bạn sẽ phải làm điều đó, ok? Go and get it, period, ok? Go and get it, period. Hiểu không nào? Đó là chúng ta sẽ phải làm điều đó ngay tức khắc, được không? Và làm điều đó một cách dứt khoát, dứt điểm. Thế thì đừng trông chờ là đừng 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 trông chờ là cô sẽ nhớ, ok? Thì các bạn có thể inbox cho cô được không nào? Trong trường hợp là cô bị miss thì các bạn hãy inbox cho cô nhé. Ok, thôi được rồi. Bây giờ đã 10 giờ 15, 14 phút rồi. Cô sẽ cố thêm một phút nữa để đúng theo lịch của chúng ta. Và cô sẽ trả lời nốt câu hỏi. Amy Ding, em inbox rồi cô ơi, cô reply em nhé. Ok. Võ Ngọc Thị. Cô ơi, Hana là A hay à, vậy cô? Hana là Hannah, Hannah âm đầu tiên đó là âm A bẹt và âm thứ hai đó là âm Hannah, ok, không phải Hana cũng không phải H nào, ok, Hannah. Rồi và đó là bài học của chúng ta ngày hôm nay. Nếu như bạn có còn bất cứ câu hỏi nào nữa thì hãy note lại và buổi sau cô sẽ trả lời câu hỏi của các bạn được không nào? Và cô chúc các bạn ngủ ngon. Còn bạn nào muốn hỏi cô về khóa học thì hãy inbox cho cô nhé. Một lát nữa thì cô sẽ trả lời lại Amy Ding sau khi chúng ta kết thúc video livestream này. Ok, xin chào tất cả các bạn và chúc các bạn ngủ ngon. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ tư nha.